thì những cái đối tượng này gọi là set, là cái set layer này nó sẽ diễn hoạt trong một khoảng thời gian ngắn thôi, có thể là 2 giây đến 4 giây thôi. Nó tạo cho thầy một cái composition mới, kích thước nó nhỏ thôi các bạn. Rồi mình cho kích thước nó cỡ là 500x500 hoặc 600x600. Để làm việc với một cái set layer thì các bạn sẽ click phải vô, các bạn chọn new set layer. Lúc này nó sẽ tạo ra một cái layer trống chưa có nội dung gì bên trong. Rồi có 3 bước làm việc với set. Bước thứ nhất là gán hình ảnh. Bước thứ hai gán màu sắc và bước thứ ba là gán hiệu ứng. Ở đây thầy lấy ví dụ chúng ta sẽ gán một cái đường dẫn. Một cái đường dẫn thì chúng ta sẽ chọn là path. Cái path này các bạn sẽ tiến hành, các bạn vẽ một cái đường dẫn nào đó, cứ chọn path cái nó hiện công cụ pen cho anh vẽ liền. Vậy thì lúc này ví dụ như là thầy sẽ vẽ đầy điểm này ha, đầy điểm này. Rồi giữ chuột đây kéo một cái ha, rồi vẽ qua đây các bạn, sau đó chuyển lên đầy điểm này nè. Mình muốn thấy được nó thì mình phải gán fill hoặc gán đường viền. Gán fill thì các bạn có thể add ở đây, các bạn chọn fill, hoặc các bạn add ở trên bảng layer, các bạn chọn fill, ở đâu cũng đúng hết. Và các bạn để ý nha, khi thầy gán cái nó tự động thêm vào đây, ví dụ nó fill cái đây, fill nó hiện lên nha. Vậy thì giờ thầy không xài fill, thầy dài đường viền, thầy xóa cái fill này đi, rồi thầy add vào đây cái đường viền là cái trót. Các bạn sẽ tăng cái size lên, tăng cái size lên. Đây chót sai, đây chót quay nè các bạn. Các bạn tăng lên ví dụ bằng 8 đó. Bây giờ mình đã thấy nó rõ hơn rồi đó các bạn. Thầy tăng cái chất lượng lên ha. Gán hình nè, gán màu nè. Bây giờ gán tới hiệu ứng. Mà mình muốn hiện dần thì mình sẽ dùng cái trim path. Trim path là cắt, cắt cái đường dẫn nha. Bây giờ các bạn mở trim path lên, nó sẽ có hai thuộc tính cho mình diễn hoạt. Một là end, hai là start. N là cái điểm cuối nó đang là 100%, các bạn kéo nó về 0. Được chưa? Bắt đầu bật cho thầy cái keyframe. Sau đó đến 2 giây, mình sẽ tăng nó lên 100%. Đó, vậy là các bạn sẽ có một cái diễn hoạt vẽ, vẽ đối tượng. Sau khi nó vẽ ra xong thì mình sẽ ẩn nó đi. Vậy lúc này ở cái vị trí khoảng 1 giây nè các bạn, các bạn sẽ cho cái keyframe của cái star này lên. Rồi các bạn chuyển đến khoảng 2 giây rưỡi, 3 giây gì đó, các bạn tăng nó lên 100. Được chưa? Như thế các bạn sẽ được cái diễn hoạt nè. Đây các bạn ha. Nè, 3 bước thầy ghi nè. Thứ nhất là tạo shape layer rồi add hình. Bước thứ hai là add màu, bước thứ ba là add hiệu ứng. Các bạn sẽ tạo một cái composition, ví dụ như là TVC quảng cáo, ví dụ vậy. Kích thước này các bạn. Ok. Bây giờ các bạn muốn sử dụng cái đối tượng lúc nãy các bạn nắm, các bạn thả vô cái là xong. Vậy thì mình cần nhiều cái add này để diễn hoạt ở nhiều nơi thì các bạn cứ thả vô. Mình muốn nó lệch với nhau thì mình sẽ nắm mình kéo trên timeline thôi. Đó, đây các bạn ha. Rồi coi nó diễn như thế nào nha. Đây, to nhỏ các bạn cứ chọn ở đây, các bạn thu lại. Các bạn cứ chọn ở đây, các bạn phóng lên. Các bạn double click vào cái shape, cái hình của mình nè. Đó, composition đó. Ở đây đến 2 giây nè các bạn, các bạn click phải, các bạn nói là trim combo toward area. Đó, vậy xong rồi đó các bạn. Chuyển qua cái phần TVC các bạn coi nè. Đây, nó cắt sẵn cho mình hết rồi. Cứ thế là mình xem thôi nha. Kiểu shape thứ hai thì thầy sẽ tạo một cái composition mới. Thầy cho cái kích thước nhỏ lại nha. Ví dụ như là 400 nhân cho 400 pixel. Rồi, ok. Đó. Bây giờ mình diễn hoạt, ví dụ như là mình có một cái hình tròn, mình lớn lên cái nó ẩn đi. Hình tròn nhỏ lớn lên cái nó ẩn đi. Vậy thì đơn giản thôi, click phải chọn New Solid. New Shape Layer, xin lỗi. Rồi các bạn add hình tròn là hình gì các bạn? Đây, Ellipse. À, sau đó các bạn gán màu thì các bạn add cho thầy cái gì? Một cái Fill. Đây các bạn, mình mới thêm một cái hình và một cái Fill.
Đó, lúc này các bạn mở cái bảng thuộc tính hình elip lên, các bạn sẽ cho cái hình elip với cái size là bằng 0. Với cái size là bằng 0. Sau đó khoảng 1 giây thì nó sẽ phóng lớn lên. Phóng lớn lên. Kịp chưa? Đó. Màu sắc thì các bạn mở cái fill lên, các bạn cho thầy màu trắng. Đó, và các bạn để ý trong cái diễn hoạt đó, nó lớn lên rồi nó làm gì các bạn? Nó lớn lên rồi nó mất. Vậy thì các bạn sẽ nói là opacity. Chỗ này bạn bằng 0. Được chưa? Còn cái điểm đầu của các bạn á, các bạn cũng để nó bằng 0. Sau đó ở khoảng một vài frame á, các bạn tăng nó lên 100. Có nghĩa là lúc đầu không thấy gì hết. Nha, các bạn xem lại nè, đây. Lúc đầu không thấy gì hết, hiện lên cái ẩn luôn. Lớn lên cái ẩn luôn nha, đây, lớn lên cái ẩn luôn. Rồi tiếp tục thả S2V. Tiếp tục mình thả S2V. Tiếp tục mình thả S2V. Đó, và các bạn sẽ sắp xếp cái thứ tự xuất hiện của nó. Thêm một kiểu nữa, chọn là Shape Layer Polystar. Gán hình ảnh này. Rồi muốn thấy màu thì phải gán màu sắc. Màu ở đây thầy sẽ chọn màu trắng thôi các bạn. Màu trắng thôi. Và kích thước nếu mà các bạn có thay đổi thì các bạn mở cái Polystar lên. Rồi vậy thì trên cái Polystar này thầy muốn nhỏ lại, thầy mở cái hình ngôi sao lên. Cái inner radius nó đang là 50, thầy sẽ giảm xuống. Ví dụ còn 30. Rồi cái outer radius nó đang là 100, ví dụ thầy sửa còn 65. Và bây giờ chúng ta sẽ diễn hoạt cái position ở đây. Nhắc lại là mình bây giờ mình sẽ diễn hoạt trên cái content của shape. Có nghĩa là trên những cái phần mình add vô nha, bởi vì sao? Bởi vì cái transform này nó sẽ chỉnh cho cả cái layer này luôn các bạn, chứ không chỉnh riêng cho một cái hình nào cả. Rồi, vậy thì ở đây á, thì thầy sẽ tiến hành thầy di chuyển này, di chuyển ví dụ từ dưới này lên rồi mất. Bật cái keyframe. Đến 2 giây, mình sẽ di chuyển cái trục Y lên trên. Di chuyển lên trên. Rồi, tới đây mất được rồi. Nó mất là gì? Mất là cái màu của nó. Opacity của nó bằng 0. Được chưa? Lúc đầu thì nó bằng mấy các bạn? Bằng 100 để người ta nhìn thấy. Rồi các bạn xem nè, đó, nó chạy lên xong nó mất đó. Tuy nhiên chỗ này thầy thấy nó ẩn nhanh quá, ẩn nhanh quá, vậy thì thầy sẽ dời anh này tới đây. Được chưa? Đó, thêm keyframe nữa đi các bạn. Đó, có nghĩa là tới đây mới mất nè. Còn đoạn trước này á, thì thầy vẫn đặt keyframe là 100%, chạy lên rồi mất ha. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ làm một cái hiệu ứng là nhân cái đối tượng này lên, nhân cái hình ngôi sao này với cái màu fill của nó. Thì các bạn sẽ add tiếp cho thầy một cái hiệu ứng. Hồi nãy là hiện dần á, là mình dùng cái trim bát, còn bây giờ nhân bản nó lên thì mình nói là repeat, là lặp lại. Các bạn để ý đây có một ngôi sao một, thấy không? Bây giờ mình gán thêm cho thầy cái hiệu ứng repeat, mặc định nó sẽ nhân lên 3. Đó, và mình mở cái repeat vô, mở cái repeat lên. Mình thấy nó đang là 3 đối tượng này, mình nói hãy sinh ra 10 đối tượng. Đó, khỏi đếm các bạn nha, mình gõ đây là 10, đảm bảo nó là 10. Rồi lúc này mình không cho nó chạy kiểu này thì bình thường quá. Mình sẽ chạy từ tâm, nó tỏa theo hình tròn. Quay quanh tâm, các bạn mở cái bảng transform repeater, có nghĩa là mình transform một cái ngôi sao. Còn ai mở cái transform này á, nó sẽ transform nguyên cái layer, cho nên xài không có được nha. Transform repeater, xoay 360 độ, chia mấy? Chia 10. Chưa đẹp lắm nhưng mà nó đã xoay rồi đó. Bạn nào thấy đẹp rồi thì cứ để thế mà xài. Còn bạn nào chưa thấy đẹp thì hãy dời cái tâm này nè các bạn về góc tọa độ. Góc tọa độ là cái position của các bạn là 0 và 0 nha. Vậy thì từ ở giữa nó sẽ tỏa ra. Đó. Đầu tiên opacity phải bằng 0. Đó. Sau đó chạy một đoạn nó mới hiện lên. Đó. Chạy một đoạn này phải kéo xích ra đây. Rồi. Đây các bạn nha. Đó. Muốn anh này lặp đi lặp lại thì mình có 3 đối tượng, mình sẽ click vô đây, mình nói là group, nhóm nó lại.
Ba cái này các bạn, hình nè, giữ control, chọn màu nè, chọn hiệu ứng nè, kéo thả vào cái group. Rồi mình muốn copy nó lên thì đơn giản chọn cái group, nhấn control D, control D, control D. Đó, thầy có 4 cái group nha. Mỗi một cái group mình sẽ cho nó lệch nhau. Bằng cách chọn một cái layer, bấm cho thầy phím U. Nó sẽ có hai cặp cho một cái diễn hoạt. Vì thế là mình cứ chọn nó, mình kéo lệch với nhau. Mình chọn nó, mình kéo lệch với nhau. Mình chọn nó, mình kéo, chọn theo từng cặp đó, kéo lệch với nhau. Nha, và đây các bạn sẽ xem cái diễn hoạt của mình. Đây các bạn. Mở cái bảng thuộc tính lên. Đó, trên mỗi cái group nó đều có cái fill. Trên mỗi cái fill nó đều cho mình chọn màu. Nha, vậy thì màu nào là do mình chọn. Đó, mình thích màu nào mình chọn màu đó. Chọn composition, composition setting. Các bạn sẽ bỏ cái chết này đi cho chiều rộng, chiều cao. Ví dụ anh này là cỡ 650, 650. Đó, vừa khớp luôn các bạn, ngon lành. Đó, cũng quên đặt tên nó rồi, lít phải chọn cho thầy Rename S3. Đó, và các bạn sẽ thả nó vào cái TVC của mình. Đó. Với cái cách làm như thế này thì sau này các bạn làm việc rất là thoải mái và nó luôn luôn là vậy. Lít phải vào đây chọn Trim Combo to Work Area. Đó, vậy thì qua đây nó sẽ ngon lành trở lại. Ha. Rồi mình sắp xếp cho nó lệch pha nhau này. Nhớ giữ shift cho đều nha. Rồi các bạn lay, các bạn chạy này. Đây.